thưa các bạn, trước thông tin luật an ninh mạng có thể chế tài tăng cường kiểm soát hoạt động của người dân, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng Internet, trong đó có yêu cầu Facebook và Google phải đặt máy chủ ở Việt Nam, lại được một số doanh nghiệp kinh doanh mạng hay vài tờ báo lo sợ Facebook và Google vì quy định này sẽ rút khỏi thị trường Việt Nam. Người dân Việt Nam sẽ không được thụ hưởng các tiện ích khổng lồ và phương tiện liên lạc khai thác thông tin đồ sộ này nữa, là dịp cho các nhà dân chủ trong nước được dịp ca ngợi lợi ích Internet mạng, lại là và lên án chính sách kiểm soát hạn chế chính quyền và chính hạn chế quyền tự do thông tin và tự do ngôn luận của người dân của nhà nước. Tiêu biểu như trường hợp của Facebook, Nguyễn Ngọc Chu dành hẳn một bài luận dài ca ngợi Internet là làm thay đổi loài người ra sao, khiến các nước phát triển tăng tốc như thế nào, người dân được lợi ích ra sao từ môi trường thông tin rộng mở đó, làm cơ sở lên án chính quyền đưa ra những quy định hạn chế tiếp cận thông tin, và rằng người Việt có nguy cơ bị hạn chế trong tiếp cận với những sáng chế của loài người như Google hay Facebook. Để rồi kết án chính sách kiểm soát Internet này, đó là chính sách ngu dân, đó là kìm hãm sức phát triển của dân tộc. Chính sách đó không chỉ là đại trọng tội với mọi dân tộc mà còn là một trọng tội với tiến bộ nhân loại. Được biết, Facebooker này làm ở viện toán, bài viết tích lũy được nhiều công dụng và lợi ích của mạng Internet, cùng những câu từ kết án chính quyền xâm hại đến quyền tiếp cận thông tin của ông này được rất đồng fan hưởng ứng cuồng nhiệt. Kỳ thực, tác dụng và tác hại của Internet, của Facebook hay Google, báo chí, thiên hạ đã nói đến rất nhiều. Việc kiểm soát nó không chỉ ở Việt Nam, mà từ Mỹ, châu Âu, châu Á đều đua nhau đưa ra các quy định, chế tài kiểm soát, hạn chế tác hại của môi trường này. Có thể nói Việt Nam là nước quá chậm chạp, đi sau tụt hậu trong việc kiểm soát mạng Internet. Thế nên môi trường Internet Việt Nam có thể nói là nhiều rác nhất thế giới. Các nhân viên của Facebook và Google cũng vất vả nhất vì những đấu tố kiện cáo lẫn nhau từ người dùng trong nước vì chính quyền không thể bảo vệ quyền lợi của họ. Trong khi Facebook và Google có luật riêng của họ, bất đồng ngôn ngữ và không thể phủ đủ nhân lực kiểm soát toàn bộ hành vi cũng như sự lành mạnh của môi trường này. Nếu nói về độ cấm đoán cách ly với thế giới mạng Tây phương, Facebook và Google, thì Trung Quốc là nước đi đầu và được phương Tây xem là kẻ thù của Internet hạng nhất. Thế nhưng hãy nhìn và ngưỡng mộ sự phát triển của Trung Quốc cả về công nghệ lẫn kinh tế. Họ tự lập ra các phần mềm riêng phục vụ mọi nhu cầu của dân chúng và kiểm soát chặt chẽ vấn đề chính trị, dựng tường lửa với các cuộc tấn công tuyên truyền truyền thông qua mạng từ Mỹ và phương Tây. Có thể nói, Mỹ và phương Tây đã nhờ mạng Internet mà kiểm soát và định hình thế giới đơn cực theo cách sắp đặt của họ, lật đổ bất cứ chế độ chính trị nào họ thấy không thân thiện với phương Tây, tiêu biểu như Liên Xô, Đông Âu, Bắc Phi. Các đài BBC, VOA, RFA thực chất nhắm vào Trung Quốc, đối thủ tiềm tàng tranh giành vị trí lãnh đạo thế giới của Mỹ. Việt Nam và các nước xung quanh Trung Quốc được xem là mục tiêu phụ mà Mỹ và phương Tây lôi kéo để tẩy chay Trung Quốc, làm bàn đạp và công cụ giúp họ tấn công vào bức tường Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc mà thôi. Giờ đây, sức phát triển của Trung Quốc là minh chứng cho thấy mạng Internet được sử dụng hợp lý và giữ ổn định chính trị, và phương Tây, Mỹ bất lực, lo lắng điều này bị Trung Quốc xóa ngôi. Đó là điều mà Facebook Nguyễn Ngọc Chu và giới đấu tranh dân chủ lờ tịch đi. Thực tế diễn biến về Facebook và Google sẽ từ bỏ thị trường Việt Nam nếu bị nhà nước kiểm soát đã không xảy ra, mà ngược lại, họ song sáo chuyển luôn trụ sở từ Singapore sang Việt Nam vì luật pháp tương đồng, tức môi trường thuận lợi, thị trường béo bở. Nếu nói thực tiễn là thước đo chân lý thì nhà nước Việt Nam đã đúng hoàn toàn. Luật an ninh mạng được tham khảo cả luật của Mỹ, Trung Quốc và nhiều nước tiến bộ phát triển trên thế giới. Qua đó có thể hiểu, việc nhà nước kiểm soát mạng Internet và các nhà cung cấp dịch vụ không khiến chính các nhà cung cấp dịch vụ như Facebook, Google phản đối, mà lại khiến những kẻ như Facebook, Nguyễn Ngọc Chu và giới dân chủ cuồng Mỹ lo lắng, pháp phỏng nhất, bởi từ nay trở đi, họ không còn được tha hồ ẩn danh để chửi bới, hô hào lật đổ chính quyền, mà nhà nước bất lực, không phải chịu bất cứ chế tài nào nữa. Những kẻ nhân danh vì lợi ích cộng đồng, vì sự phát triển hay vì quyền con người, phản đối việc làm trong sạch môi trường mạng, bất chấp tội phạm mạng gia tăng, bất chấp môi trường mạng ngày càng biến tướng, làm suy thoái đạo đức, trật tự xã hội, văn hóa người Việt, chỉ vì động cơ hẹp hòi của mình. Không ai khác, chính Facebook và Google đang hành động chứng minh cho dân chúng thấy lòng yêu nước thực sự của những kẻ nhân danh, nhân sĩ, trí thức, nhà hoạt động này
nhà hoạt động kia và bản chất đen tối của nó ra sao?